Sáng nay tại trường bắn Chi Lăng, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã khai mạc hội thi bắn đạn thật súng máy phòng không 12 ly 7 năm 2022. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Tham dự hội thi năm nay có 44 đội đến từ các khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, kinh nghiệm trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang, 15 huyện thành phố, Trung đoàn Bộ binh 893, đội tàu phòng hậu cần, trường quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các trung đội súng máy phòng không thuộc bộ đội địa phương và khẩu đội súng máy phòng không thuộc lực lượng dân quân tự vệ các huyện thành phố trong tỉnh. Tại hội thi năm nay, các đơn vị tham gia sẽ thực hành những nội dung như khẩu đội cơ động chiếm lĩnh trận địa, khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, khẩu đội trung đội bắn mục tiêu trực thăng đổ quân và trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành bắn mục tiêu máy bay bay thấp. Qua hội thi lần này nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả chất lượng huấn luyện thao tác chiến đấu của các lực lượng phòng không trong toàn tỉnh, từ đó góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho bộ đội. Song song đó, hội thi cũng là dịp để rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức điều hành và huấn luyện được tốt hơn trong thời gian tới. Hội thi sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, các đơn vị tham gia hội thi tiến hành làm công tác chuẩn bị và thực hành các nội dung bắn đạn thật.